Có bàn chân lặng lẽ. Đây rồi, mình đã chế ra loại thuốc có thể khiến bàn chân mình phồng lên và mình sẽ nhảy được trên mặt nước nhỏ như thế này. Giờ thì mình chỉ cần nhảy thôi. Tiên cá ơi, đợi ta nhé. Ta đến gặp nàng đây. Nhím biển ơi, có việc cho bạn làm rồi này. Bi kịch của kẻ suy tình. Các bạn ơi, tiên cá đang xây lâu đài tình ái này. Anh sẽ là chàng trai của đời em. Đưa tay đây nào. Em đây, em đây. Wow, tay nàng mịn màng quá đi. Ây da, tên cua đã phát hiện ra rồi. Mà cua thì chẳng ưa tên Dích tí nào. Bộ giáp sắt của Dích đang bị nam châm hút đó các bạn ơi. Cuối cùng thì Sako đã phát hiện ra. Kế hoạch giải cứu tiên cá bắt đầu. Mày không thoát được đâu con trai ạ. Tưởng thằng này sợ hả? Không hề nha. Điếc cả đít.